tại sao vì chẳng thấy bốn niệm trụ nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn niệm trụ vì chẳng thấy bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn chánh đoạn cho đến tướng của tám chi thánh đạo vì sao vì chẳng thấy pháp môn giải thoát không nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp môn giải thoát không vì chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện Tại sao vì chẳng thấy 10 địa Bồ Tát nên gọi là chỉ rõ tướng của 10 địa Bồ Tát? Tại sao vì chẳng thấy năm loại mắt nên gọi là chỉ rõ tướng của năm loại mắt? Vì chẳng thấy sáu phép thần thông nên gọi là chỉ rõ tướng của sáu phép thần thông? Tại sao vì chẳng thấy 10 lực Phật nên gọi là chỉ rõ tướng của 10 lực Phật? Vì chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, nên gọi là chỉ rõ tướng của bốn điều không sợ cho đến tướng của 18 pháp Phật bất cộng. Tại sao? Vì chẳng thấy pháp không quên mất, nên gọi là chỉ rõ tướng của pháp không quên mất. Vì chẳng thấy tánh luôn luôn xả, nên gọi là chỉ rõ tướng của tánh luôn luôn xả. Tại sao? Vì chẳng thấy trí nhất thiết, nên gọi là chỉ rõ tướng của trí nhất thiết. Vì chẳng thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên gọi là chỉ rõ tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Tại sao vì chẳng thấy tất cả pháp môn đà la ni nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả pháp môn đà la ni, vì chẳng thấy tất cả pháp môn tam ma điện nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả pháp môn tam ma điện, tại sao vì chẳng thấy quả dự lưu nên gọi là chỉ rõ tướng của quả dự lưu, vì chẳng thấy quả nhất lai bất hoàn a la hán nên gọi là chỉ rõ tướng của quả nhất lai bất hoàn a la hán, tại sao vì chẳng thấy quả vị độc giác nên gọi là chỉ rõ tướng của quả vị độc giác, tại sao vì chẳng thấy tất cả hạnh đại bồ tát nên gọi là chỉ rõ tướng của tất cả hạnh đại bồ tát. Tại sao vì chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật nên gọi là chỉ rõ tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Hết quyển thứ 306.